Chúng ta đã quá quen với mô típ những kẻ sát nhân hàng loạt máu lạnh Sẵn sàng thách thức cảnh sát với trí thông minh của mình Cũng như cách thức ra tay kín kẽ Vậy sẽ ra sao nếu xuất hiện một kẻ giết người khơ khạo Hoặc có thể nói là thiểu năng Vì chỉ số iq chỉ ở mức trung bình Mà còn thích nhận bừa Đó là trường hợp của Larry Hall Đây là tên sát nhân đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho các cô gái trẻ trong suốt những năm 80-90 ở các vùng nông thôn của nước Mỹ Một phần là bởi bộ dâu dị hợm của hắn Phần còn lại là thủ đoạn theo dõi Bắt cóc hấp diêm rồi lấy mạng họ Hắn đã khiến cho cảnh sát phải khổ sở vì không thể tìm được cách để nhốt hắn vĩnh viễn May thay các công tố viên cùng với FBI đã đưa ra một phương pháp thiên tài Đó là gài một phạm nhân vào ở cùng trại với hắn để moi thêm chứng cứ Và tay buôn mai thúy Jimmy Kim Đang lãnh án 10 năm tù đã được chọn để thực hiện nhiệm vụ này Hành trình này đủ hấp dẫn ly kỳ để Apple TV xuống tiền cho ra lò một mini series vào năm 2022. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện đó thông qua video recap mini series Blackbird ngày hôm nay. Video được mang đến cho bạn bởi Content Sang Song và tôi Quản Quại. Bộ phim này được lấy cảm hứng từ vụ án của sát nhân hàng loạt Larry Hall nên nhà làm phim đã thay đổi một số chi tiết hoặc có thể nói là thay đổi để giảm bớt sự gây rợn của những tình tiết và sự kiện xảy ra trong vụ án thực tế trước khi đi vào tình tiết chính của bộ phim thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về hai nhân vật chính Larry Hall có tên đầy đủ là Larry Wayne Hall sinh ngày 11 tháng 12 năm 1962 tại Wabash Indiana hắn có một người em sinh đôi tên là Gary Hall tuổi thơ của hai anh em là những chuỗi ngày bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể chất từ người bố bợm nhậu cha của Larry làm nghề chăm sóc mộ kiểu lo phần chôn cất lẫn dọn dẹp sạch sẽ phần mộ đã được chôn cất rồi tiện tay thó luôn vài món đồ trang sức hay vật dụng được trôn chung trong hòm. Vì tính chất công việc của bố nên cả gia đình ho sống trong khuôn viên nghĩa trang. Từ bé Larry phải cùng cha đào mộ trộm đồ quý ngay từ khi còn nhỏ Khi đi học thì hay bị bạn bè bắt nạt bởi thân hình ụt ịt lẫn cách nói chuyện chậm chạp khó hiểu khiến cho người khác tưởng hắn bị thiểu năng. Cơ mà hắn bị thiểu năng thật với chỉ số IQ chỉ ở mức trung bình hai yếu tố trên đủ để khiến cho tâm lý của larry ngày một méo mó và đương nhiên những điều trên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc trai gái của larry khi hắn dần phát triển từ tuổi dậy thì đến tuổi thanh thiếu niên larry liên tục bị các cô gái từ chối thậm chí biến hắn thành trò cười larry có lẽ đã không ghét phụ nữ có thể đơn giản chỉ là hắn đang cố gắng để phản kháng chống lại những sự chế nhạo từ họ nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có quyền phản kháng đến mức lấy mạng người khác larry có một sở thích là cùng gary tham gia tái hiện lịch sử giải thích nôm na là có một nhóm người đi đến địa điểm xảy ra sự kiện lịch sử rồi họ cải trang thành các quân lính thời đó để đánh trận giả vì vậy hai anh em nhà ho có dịp để đi đến nhiều nơi gặp gỡ nhiều người để rồi tạo cơ hội cho larry hô biến họ ngược lại với larry jimmy kin là một hot boy điển hình đẹp trai lại còn biết chơi thể thao về nhà thì anh được ông bố sĩ quan cảnh sát của mình uốn nắn để trở thành một người có ích cho xã hội những tố chất cực kỳ phù hợp để trở thành một kẻ buôn chất cấm hắn bắt đầu bằng việc làm điều lờ cân giành được chỗ đứng cho mình với khuôn mặt vô cùng uy tín lẫn cách nói chuyện khôn khéo và rồi vào một ngày đẹp trời anh bị fbi và dea đạp cửa xông vào bắt chọn ổ với tội danh tàng trữ và phân phối mai thúy lẫn vũ khí anh được tòa án bóc 10 cuốn lịch sau khi ngồi tù được một thời gian vụ án của larry đang đi đến hồi bế tắc vì bên công tố cũng như các cảnh sát điều tra vụ án đã bất lực trong việc tìm thêm nhiều manh mối mấu chốt để kết án trung thân larry các sự kiện xảy ra tiếp theo cũng là diễn biến chính của series phim Blackbird. Phim bắt đầu với phân cảnh Jimmy đang ở nhà tán dóc với chúng bạn về khả năng thể thao trời phú của anh. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã may mắn nhận được 4 đề nghị học bổng toàn phần. Đó là câu chuyện của Jimmy lúc còn trẻ. Còn bây giờ thì anh phải chuẩn bị tiền để đến điểm hẹn giao dịch chất cấm với một nhà cung cấp. Jimmy bước ra từ con xe phân khối lớn hai cửa bóng loáng. Vẻ ngoài cool ngầu đó đủ để chứng minh độ uy tín cũng như khả năng kiếm tiền trước mặt những đối tác làm ăn phi pháp có vẻ như jimmy đang làm ăn rất thuận lợi nhưng theo như lời anh nói thì chính từ lúc này mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng xấu anh lên xe ngồi cùng với nhà cung cấp hắn đưa anh đến căn phòng đang tra tấn danny người bạn cũng như kẻ đã và đang phá hoại phi vụ gần đây của cả hai cũng vì chuyện này nên jimmy đã phải xuống nước để lấy lại lòng tin với nhà cung cấp kia và đương nhiên anh dễ dàng làm được chuyện đó sau một buổi làm việc mệt mỏi thì anh quyết định thưởng cho mình một buổi tối đi ăn ở nhà hàng hạng sang tráng miệng bằng cô em bồi bàn cuộc sống dân buôn chất cấm tưởng chừng khá êm đẹp viên mãn khi có nhà lầu xế xị tiền chất đống nhưng em xinh tươi sẵn sàng trao thân nào ngờ vào buổi sáng ngày hôm sau anh bị fbi và dea tông cửa ghé thăm với số tăng chứng mà lực lực lượng chức năng thu thập được trong nhà của anh thì Jimmy chắc chắn sẽ ngồi tù khá lâu. Nhưng với khả năng cãi thượng thừa của các luật sư thì anh đang khá tự tin về khả năng tại ngoại của mình. Trong khoảng thời gian tạm giam chờ hầu tòa, Jimmy đã trao đổi với bố về phương án nhận tội để mong tòa sẽ phán nhẹ tội, cụ thể là giảm án tù xuống còn 5 năm. Bố của Jimmy đã nghe luật sư Beaumont đưa ra đề nghị nhận tội này. Các bạn hãy nhớ tên luật sư này, vì ông này sẽ có vai trò không nhỏ trong giai đoạn sau của phim. Quay lại với Jimmy sau khi anh nghe đề nghị béo bở đó Thì anh quyết định sẽ nhận tội Để mong sớm về với gia đình nhưng rất tiếc đây chỉ là chiêu trò của luật sư để Jimmy nhận tội rồi bị tòa kết án 10 năm tù thay vì 5 năm như đã nói lúc luật sư đưa ra đề nghị với tội danh tàng trữ vũ khí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và buôn mai thúy với số lượng lớn Đương nhiên Jimmy rất cay tên luật sư kia Nhưng anh cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay bóc 10 cuốn lịch chờ ngày ra trại Phim truyền cảnh đến giai đoạn 7 tháng sau Lúc này Jimmy đã tạo nhiều thiện cảm với hầu hết mọi người trong tù Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt Khi Jimmy được cai ngục dẫn đến bệnh xá Để gặp lại cô gái thuộc FBI đã phá cửa xông vào nhà mình Cùng với tay luật sư đã bịp mình Và chắc chắn họ không đến đây để cười vào mặt anh Vì anh đã nhận tội một cách ngờ nghịch Mà họ đến đây để thuyết phục anh làm việc cho họ Cụ thể là sẽ chuyển anh đến một nhà tù khác để anh có thể làm thân với một kẻ giết người bệnh hoạn và cố moi được thông tin nơi hắn chôn xác. Người mà gã luật sư muốn Jimmy làm thân đó là Larry Hall. Đây là thời điểm mà phía cảnh sát đang bất lực trong việc tìm kiếm cái xác của Tricia Rayler. Nạn nhân xấu số đầu tiên mà cảnh sát nghi vấn có liên quan đến Larry. Giờ thì chúng ta cùng quay ngược lại thời gian 3 năm, thời điểm mà cảnh sát đã phát hiện được Roach đang bị bỏ lại ở giữa cánh đồng ngô. Roach đã được người nhà báo mất tích nhiều ngày liền. Theo lời nhân chứng thì anh thấy có một chiếc xe màu xám đã đi ra khỏi chỗ này. Cảnh sát đã điều tra và kết nối được những vụ án lái xe đi dạo rồi quấy rối những cô gái trẻ gần đây và chủ nhân chiếc xe không ai khác chính là Larry. Thanh tra Mueller không chậm trễ liên hệ với cảnh sát địa phương nơi Larry đang cư trú để hẹn lịch thẩm vấn hắn. Cũng nhờ cuộc gọi này, thanh tra Brian Mueller đã hiểu được lý do tại sao Larry dành ra hai tiếng lái xe trên quãng đường dài 200 cây số chỉ để quấy rối những cô gái trẻ đang đi bộ trong khu vực. Đó là vì Larry đã cùng anh trai tham gia tái hiện nội chiến ở đây sau khi kiểm tra khung thời gian thì nó lại vô tình trùng khớp với khoảng thời gian mà hai cô gái đã được báo cáo mất tích. Cụ thể là có một sự kiện tái hiện chiến tranh diễn ra vào ngày 19 tháng 7, còn Rose thì được báo cáo mất tích từ ngày 20 tháng 7. Sau khi đã đặt lịch thành công, thanh tra Miller tức tốc chạy đến Wabash để thẩm vấn Larry. Tuy nhiên khi đến nơi thì anh mới biết được ngoài ra còn có sự góp mặt của thanh tra từ Marion, những người đã thẩm vấn Larry trong vụ mất tích của Riley. Họ còn vui tính đến nỗi đặt cho Larry là kẻ nhận tội hàng loạt. Vì khi càng thẩm vấn Larry, họ càng nhận được nhiều lời thú tội hơn và rồi chúng ta lẫn thanh tra Mueller được diện kiến Larry, một kẻ sở hữu bộ râu tóc khá dị, được hắn cho là lấy cảm hứng từ một vị tướng thời nội chiến. Càng thẩm vấn thì Brian dần đi đến bế tắc vì Larry đang tỏ ra khá khờ khạo, chả biết gì. Hoặc có thể hắn khờ khạo thật vì cách nói chuyện của hắn rất có vấn đề. Tuy nhiên sau một hồi trao đổi thì Larry đã để lộ một chi tiết, đó là hắn nói thường gặp những giấc mơ kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ trong giấc mơ đó hắn đã ra tay với các cô gái, nắm được điểm này. Brian đã dụ Larry kể thêm những chi tiết trong giấc mơ đó cho mọi người nghe. Rất tiếc Larry không để lộ thêm thông tin gì. Cộng thêm các thanh tra ở Marion cứ liên tục phá đám làm ảnh hưởng đến Larry. Larry đã kháng cự để rồi mọi người phải cho anh về. Brian cay lắm. Anh không biết vì lý do gì mà phía cảnh sát Marion liên tục bao che Larry, nói rằng anh đang mất thời gian để thẩm vấn một kẻ ngay từ đầu nhìn sơ đã biết là không liên quan gì. Sau đó Brian được giới thiệu đến với công tố viên Beaumont để nhờ ông hỗ trợ theo dõi vụ này. Một phần vì tính chất của vụ án này, với những tình tiết hiện có, đây rất có thể sẽ trở thành vụ án liên bang. Vì vậy, Brian rất cần sự hỗ trợ từ phía FBI và công tố viên Beaumont, người đang rất có phim. Thanh tra Mueller đã sắp xếp rồi hẹn thẩm vấn lại một lần nữa với Larry. Và lần này có sự góp mặt của người ở FBI. Sau một hồi thẩm vấn, Larry đã tiết lộ nhiều chi tiết trùng khớp tuyệt đối với vụ án của Trixia. Ngay lập tức họ lập bảng lời khai để Larry có thể ký vào. Đồng thời họ cũng nhanh chóng xin lệnh khám xét nhà và xe của hắn. Khi đến nơi, Brian và các thanh tra FBI phát hiện ra điều kỳ lạ một trong hai chiếc xe tại nhà của larry sạch sẽ một cách bất thường chiếc xe đó tràn ngập mùi chất tẩy rửa hóa học cực mạnh trong khi đó chiếc xe còn lại thì bừa bộn tương tự như căn nhà nơi hắn ở by the way thì larry làm lao công cho nhiều công ty và larry được các công ty nhận định là lao công có tâm nhất họ từng biết điều này chứng tỏ một điều với khả năng cọ rửa tận diệt cộng thêm kiến thức đào mộ từ nhỏ larry đã thành công trong việc loại bỏ dna của nạn nhân trên xe của hắn cũng như hắn đã dễ dàng chôn cất nạn nhân ở bất kỳ đâu mà hắn muốn brian đã hỏi thăm anh trai gary của hắn theo như gary thì larry chỉ là một kẻ kỳ dị và đương nhiên gary cho rằng hắn không thể ra tay tàn độc như vậy được nói thêm vài điều về gary tuy là song sinh nhưng gary lại bình thường hơn so với larry vì lúc còn trong bụng mẹ anh ta đã hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng từ mẹ và một ít của larry nên gary sinh ra và lớn lên nói chung là bình thường thu thập chứng cứ và đệ đơn truy tố được một thời gian larry bằng cách nào đó đã đệ đơn kháng cáo thành công cụ thể là các luật sư của hắn đưa ra bằng chứng hắn không ổn về mặt thần kinh nên các lời khai trước đó đều trở nên vô hiệu trước tòa và giờ đây công tố viên và thanh tra đang theo vụ án này Đành phải trông chờ và tiến triển giữa Jimmy và Larry trong tù Quay trở lại thỏa thuận giữa Jimmy và FBI Đương nhiên ngay lúc đó Jimmy đã từ chối đề nghị này Vì hiện tại tuy chỉ mới vào tù được có 7 tháng Nhưng hiện tại anh đang có mối làm ăn riêng Cụ thể là dịch vụ cho thuê tạp chí tươi mát Và cả những mối quan hệ rất tốt với những người máu mặt trong nhà tù này việc gì anh phải chủ động bị chuyển đến một nhà tù khác gắt gao hơn chưa kể nơi đó còn chỉ dành cho toàn những phạm nhân tâm thần sau khi nói chuyện với bố cũng như sau khi xem qua hồ sơ phạm tội của larry cộng thêm việc jimmy hay tin bố vừa trải qua cơn đột quỵ và nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của ông nên mẹ kế đã đến để nói với jimmy hãy tìm ra cách ra trại sớm để cùng ông sống những năm tháng cuối đời với bấy nhiêu sự thúc đẩy jimmy đã liên hệ với viên fbi để nhận lời tham gia nhiệm vụ này trước khi được di chuyển đến nhà tù nơi larry đang ở thì jimmy phải ngày đêm nghiên cứu tài liệu về hắn đồng thời phải được trải qua bài test của fbi thì anh mới được chính thức chuyển trại anh không chỉ phải chứng minh về phía fbi rằng anh rất hiểu larry mà anh còn có đủ động lực nội tại để dễ dàng đồng cảm rồi làm thân với con quỷ này vì lúc này bên công tố viên chỉ còn vài tháng nữa để tìm thêm chứng cớ chứng minh larry có tội nên họ đang rất khẩn trương trong việc kiểm tra rồi chuyển trại cho jimmy và rồi jimmy được chuyển trại ngay trong đêm trong hình hài thương dân tuy nhiên ở trong trại mới này thì chỉ có bác sĩ tâm thần thường trực và quản ngục trưởng mới biết anh đến đây với mục đích gì tất cả mọi người còn lại kể cả larry chỉ xem anh như là một tù nhân điên khác mới được chuyển đến quản ngục trưởng đã yêu ái dàn xếp cho anh ở phòng giam đối diện với phòng giam của larry để anh có thể dễ dàng thân thiết với larry cũng giống như jimmy larry với sở thích dọn dẹp và khả năng kỹ thuật tốt nên hắn thường được cai ngục tận dụng những khi cần thiết sau một ngày dạo quanh làm quen với nhà tù mới thì vào buổi tối anh chính thức được diện kiến tên máu lạnh bệnh hoạn và quả thật hắn khờ khạo như những gì có trong tài liệu tuy nhiên jimmy không hề tỏ ra khinh thường trái lại anh còn sử dụng những lời khuyên của cô fbi kia đó là hãy cẩn trọng tiếp cận hắn tốt nhất là đối xử với hắn như một người anh trai Larry không thuộc tuýp người dễ để bắt chuyện. Jimmy tìm cách xã giao nhưng bất thành. Rõ ràng để bắt chuyện thành công với Larry thì anh sẽ cần nỗ lực và chờ đợi thời cơ thích hợp. Phía cảnh sát cũng không thể ngồi không chờ tin tức từ Jimmy. Họ đã lật lại tất cả những tình tiết của những vụ có liên quan đến Larry để mong rằng có thể tìm ra chút ít thông tin hữu ích. Và rồi họ đọc được báo cáo khám xét chiếc xe của Larry khi hắn bị bắt vì đang là đối tượng tình nghi của một vụ mất tích khác. Báo cáo ghi rằng họ tìm thấy thuốc tránh thai, dao đi săn, nhiều cuộn dây, mặt nạ chưa tuyết, găng tay. Và thứ đáng ngờ nhất là tờ rơi tin tức tìm Tricia Ryler đang mất tích Những vật dụng vô cùng đáng ngờ Có thể nói là cần thiết để phạm tội Nhưng cảnh sát khi viết báo cáo đã phạt hắn nhẹ tội rồi thả hắn về vì thiếu chứng cứ cụ thể Quay lại với hoàn cảnh của Jimmy Thời cơ để làm thân với Larry của anh đã đến Anh đã theo Larry đến phòng xem TV Và cùng hắn ngồi xem chung với những tù nhân khác đang xem được một lúc thì có một tên khác đi từ ngoài vào và rồi tự ý chuyển kênh ai nấy trong phòng đều cảm thấy khó chịu vì hành động đó kể cả larry jimmy cảm nhận được điều đó nên anh đã chủ động đứng dậy bật lại kênh mà mọi người đang xem rồi cho tên tù nhân ngang ngược kia một bài học trước sự chứng kiến của larry và những người tù nhân khác và jimmy đã bị phạt trong phòng biệt giam nhưng anh rất mãn nguyện vì hành động mình vừa làm vì nó đã gây ấn tượng đủ với larry để khi trở về phòng larry đã chủ động hỏi thăm anh rồi từ đây hai người bắt đầu thân thiết hơn larry còn tin tưởng đến mức cho jimmy vào phòng rồi giới thiệu với anh về những sở thích của mình tái hiện chiến tranh, có anh em song sinh nhìn cũng ổn áp, thích đọc nhiều sách về lịch sử. Sau khi nói chuyện với tham vấn viên riêng thì Larry nhận ra mình đang ở trong trạng thái kết bạn, một người bạn rất vui tính, sẵn sàng đứng về phía Larry, kiểu tạo dựng niềm tin. Và một khi Larry đủ tin tưởng anh, hắn sẽ tuôn ra mọi thứ như kể một chiến công. Vì khi Jimmy thử dụ hắn bằng cách kể lại một sự kiện không có thật, gần giống với tình tiết vụ án của hắn, thì ánh mắt của hắn hiện ra như một con rắn chuẩn bị tóm được con mồi, thật sự rất ghê tởm. Cũng từ lúc đó, Jimmy cảm nhận được nhiệm vụ của mình quan trọng đến cỡ nào anh phải tìm mọi cách để thúc đẩy mối quan hệ bạn bè này càng nhanh càng tốt để không cho Larry có cơ hội thoát thân nào cả. Sau đó trong một lần Larry không có ở trong phòng, Jimmy đã nhẹ nhàng lẻn vào phòng của hắn để dò tìm thêm chứng cứ. Ngoài những thứ đã thấy từ trước, Jimmy phát hiện được một đống tạp chí mát mẻ của hắn, có những tấm hình bị hắn vẽ bậy lên những cô gái, kèm theo những hình vẽ khá rùng rợn. Có thể nói những hình vẽ đó như là mô tả lại khoái cảm của hắn mỗi khi ra tay với một cô gái bất kỳ. Một cuộc bạo loạn nhà tù khá lớn đã diễn ra, Jimmy lại có dịp gần gũi kết thân với Larry hơn khi cả hai cùng với những tù nhân còn lại phải dọn dẹp lại nhà ăn, vì sau cuộc bạo loạn thì nhà ăn lúc này khá bừa bộn bao gồm đồ ăn và máu. Thông qua cuộc nói chuyện của cả hai trong lúc dọn dẹp, nó kéo dài gần hết tập 4 của series này. Lau nhà thôi mà lâu thế? Chúng ta có thể thấy được phần nào đó sự tương đồng trong tuổi thơ của cả hai. Jimmy và Larry đều có những tổn thương từ khi còn nhỏ. Để rồi khi lớn họ hoang mang Bốc đồng khi đứng trước những sự lựa chọn mà không hề có sự hướng dẫn hay đồng hành từ phụ huynh nên giờ họ mới ra nông nỗi này. Ở một góc độ nào đó, Jimmy đang làm rất tốt việc đồng cảm với Larry khi anh đã khoác lên mình vẻ ngoài của một người có những tổn thương, lỗ hổng tình thương để dễ dàng lấy được sự tin tưởng của Larry. Bọn họ chỉ khác nhau ở chỗ, Larry phải làm nhiều cách để các cô gái có thể chịu ở bên hắn, còn Jimmy thì không, các cô gái có vẻ như đều muốn la vào anh vì vẻ ngoài khá bảnh cộng với kiểu cách alpha male có phần ái kỷ của anh. Sau khi làm thân được một thời gian, Jimmy bị tham vấn tâm lý riêng của Larry gọi đến để trả lời một số câu hỏi quan điểm của cô khá rõ ràng đó là ra sức bảo vệ sức khỏe tinh thần cho Larry nên cô đã cảnh báo jimmy nên có khoảng cách với thân chủ của cô vì việc làm thân đó dễ kích hoạt những tổn thương tiềm tàng bấy lâu ở trong hắn đối với cô jimmy là một mối đe dọa đối với sức khỏe tinh thần của larry và cô hoàn toàn có lý khi làm điều đó việc tôn trọng và bảo vệ sức khỏe tinh thần của thân chủ là trách nhiệm hàng đầu của những chuyên gia tâm lý cũng như bác sĩ tâm thần nhưng người viết script này thì không nghĩ vậy cô nên có cái nhìn tổng quát hơn về thân chủ của mình thân chủ của cô là một kẻ sát nhân biến thái tuy những hành vi của hắn xuất phát từ cơ chế tự vệ của hắn nhưng không có nghĩa cô nên đứng về phía hắn bảo vệ cho hắn ít nhất cô phải đứng cùng trên tuyến với bác sĩ tâm thần, đang là tay trong của Jimmy và điều cô nên làm là đồng hành cùng hắn trên con đường nhận ra những lỗi lầm của mình, đồng thời tìm cách bù đắp hay sửa chữa những sai lầm đó, chứ không phải là ra sức bao biện, bảo vệ hắn một cách mù quáng. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Jimmy khá tỉnh táo khi phản hồi lại những lời cáo buộc của cô bác sĩ tâm thần kia và chắc chắn anh sẽ tiếp tục làm thân với Larry ở bên ngoài, Brian và thanh tra FBI cũng đã có những tiến triển khá tích cực khi cả hai tìm được địa điểm và chiếc xe đạp biến mất có liên quan đến Jessica Roach. Họ lần mò tới tiệm thay phụ tùng xe gần đó để điều tra thì phát hiện ra những chứng cứ này. Nhưng với những chứng cứ quá hạn như thế, không đủ mạnh để kết tội Larry. May thay Jimmy càng ngày càng thân với Larry hơn. Đến nỗi Larry khoe với anh những tượng gỗ hình chim mà hắn đang làm, nhưng hắn chưa nói cụ thể mục đích của hắn làm những thứ đó. Và rồi hắn kể cho anh nghe những cô gái đã từng ở bên cạnh hắn, cụ thể là Jessica Roach, kèm theo là phương thức gây án của hắn đó là hắn sẽ dạo vòng quanh khuôn viên trường đại học để ý những cô gái rồi theo dõi họ đợi đến khi họ mất cảnh giác hoặc bị vấn đề gì đó thì hắn sẽ nhảy vào giúp rồi sau đó tìm thời cơ ra tay với họ càng nghe hắn kể jimmy dần mường tượng ra hoàn cảnh lúc đó nó kinh tởm đến rợn người mà hắn lại kể cứ như thể một câu chuyện tán dóc cuối giờ làm đến mức chúng đã khiến cho jimmy phải về phòng giam bật khóc vì quá đáng sợ sáng hôm sau vì không muốn bị lộ câu chuyện nên larry đã chủ động qua phòng jimmy để nói rằng hôm qua mình đã nói dối jimmy nắm thóp larry nên anh đã cố chơi trò tâm lý ngược lên larry khiến hắn nổi điên lên và khẳng định rằng câu chuyện hôm qua mình kể là thật và hắn hẹn anh hôm nay gặp lại ở xưởng gỗ để cho anh biết những điều quan trọng jimmy cũng ngầm hiểu được anh sắp phải đối diện với điều gì giờ hẹn đã đến anh chậm rãi bước vào xưởng gỗ để gặp lại larry lúc này hắn đang ngồi trước một tờ giấy có thể nói là bản đồ được bao quanh bởi những con chim gỗ mà hắn đã điêu khắc từ trước sau một hồi giải thích jimmy đã hiểu được ý nghĩa của những con chim Nhìm gỗ Chúng có tổng cộng 21 con đứng từ trên cao quan sát người đã khuất Và chắc chắn một điều cái bản đồ kia là những địa chỉ cụ thể của từng cái xác Anh đã cố gắng ghi nhớ chúng trước khi Larry đóng lại rồi chuẩn bị gửi những món đồ đó về nhà Hắn luyên thuyên nói về chiến công của mình với Tricia Ryler Hắn còn tự mãn đến mức cho mình là một đấng tối cao nào đó Muốn soi sáng họ thông qua việc hóa kiếp họ Mày chơi đồ đấy Jimmy cố gắng thuyết phục hắn bằng những luận điểm hối lỗi rằng Larry nên giao nộp bản đồ đó cho cảnh sát vì một lợi ích cao cả hơn. Larry thì lại cho rằng anh đang đùa, hắn sẽ không bao giờ làm thế. Hắn sẽ vẫn im lặng để thắng kháng cáo sắp tới rồi trở về nhà từ cổng chính như người bình thường. Jimmy lúc này đã không chịu được tên điên này nữa. Anh đã từ bỏ vỏ bọc của mình để trở lại là Jimmy bình thường, đang tìm cách dụ Larry khai. Jimmy đã nóng và chửi thẳng mặt Larry, rồi cả hai đã xảy ra một cuộc ẩu đà nhỏ. Qua ngày hôm sau, cai ngục được điều xuống bởi bà bác sĩ tâm thần của Larry, bắt Jimmy vào biệt giam tuy bị biệt giam nhưng jimmy vẫn không quên nhiệm vụ đó là cố gắng ghi nhớ tấm bản đồ của larry hết cách anh đành phải lấy máu để vẽ lại tấm bản đồ trước khi anh quên mất vì kiệt sức ở bên ngoài song sắt thanh tra miller và viên fbi đã đến nhà của gary để thuyết phục anh đứng về phía công lý không phải để tố cáo anh trai mình mà là để giúp larry tìm lại con đường đúng đắn và trả giá cho những hành động sai trái đó sau vài ngày bị biệt giam bác sĩ tâm lý tay trong của jimmy đã trở về đảm bảo rằng hành động của ba bác sĩ kia sẽ bị truy cứu. Thêm nữa là đưa Jimmy ra ngoài để anh có thể vẽ lại chính xác tấm bản đồ kia. Ngoài ra Jimmy còn kể lại những chi tiết vụ án của Larry cho viên FBI. Với những công hiến của anh cho vụ án của Larry, Beaumont đã đề xuất với tòa án để có thể xóa toàn bộ bản án mà anh đang có. Và giờ đây anh là người hoàn toàn tự do. Cũng vì những tình tiết mới mà bản kháng cáo của Larry đã bị từ chối. Giờ đây hắn chắc chắn sẽ chịu án trung thân không ân xá đến cuối đời. Về phía Jimmy, cũng là khoảng thời gian bệnh tình của bố anh đang chuyển biến xấu. May mắn thay, ông vẫn có thể hồi phục để được nhìn thấy Jimmy trở về. Tuy nhiên, Jimmy chỉ còn có thể bên ông thêm 5 năm trước khi ông rời xa trần thế vì cơn đau tim. Quả là một cái kết quá viên mãn cho những người dám chiến đấu vì chính nghĩa và dám dũng cảm làm lại từ đầu từ những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Series này đã mô tả gần như chính xác những sự kiện đã xảy ra trong thực tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Larry đã nhận tội bắt cóc, giấu xác gần 40 cô gái trải dài khắp nơi từ năm 1980 đến năm 1994, 14 năm hoạt động không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ tìm thấy xác của mười mấy cô gái. Còn về Jimmy Kim, anh đã cống hiến rất nhiều cho phía cảnh sát, không chỉ với vụ án của Larry mà anh còn hỗ trợ cơ quan chức năng nghiên cứu về tội phạm giết người hàng loạt bạn có suy nghĩ gì về hành trình của jimmy theo bạn larry ho đã nhận được bản án thích đáng với những gì hắn đã làm hay chưa hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé còn bây giờ thì tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo